tới tản nhiệt nước thì anh em sẽ chia ra làm hai trường phái. Một là tản nhiệt nước custom và hai là tản nhiệt nước all in one. Mỗi một loại tản nhiệt nước thì sẽ có một ưu và nhược điểm riêng. Với tản nhiệt nước custom, đấy nhá, custom anh em có thể gọi là lựa chọn các tản nhiệt phù hợp theo ý thích của bản thân, nhưng mà có một điểm gọi là nhược điểm, đó chính là việc nó khó để anh em thao tác, anh em phải nhờ những người có chuyên môn làm hộ anh em. Vậy thì giải pháp là gì? Giải pháp chính là phương pháp tản nhiệt all in one. Với tản nhiệt nước all in one thì anh em chỉ cần mua về lắp vào và sử dụng. Và tản nhiệt nước all in one thì cũng có nhiều loại, loại watt 120 này, 240 này, 360 này. Thì ngày hôm nay mình đang có một sản phẩm tản nhiệt nước đến từ Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360, tức là tản nhiệt nước all in one đến từ Gigabyte. Mình sẽ mở hộp cho anh em sản phẩm. Video này sẽ là video mở hộp và giới thiệu sản phẩm rất là nhanh thôi. Ở bên trong đầu tiên đó chính là giấy hướng dẫn sử dụng. Anh em nên giữ cái tờ giấy này để có thể biết được cách lắp và cũng như để sử dụng sau này. Thì đây chính là một miếng xốp. Như mình đã nói ngay đầu, đây là tản nhiệt nước 360. 360 tức là như thế nào? 360 tức là được 3 cái quạt 120. Ở bên trong hộp anh em sẽ có 3 cái quạt này, tổng cộng là 3 quạt. Thì còn nguyên siêu luôn cái cánh quạt này này đó. Thì nó sẽ giúp anh em nén khí lại, giúp cho hiệu quả tản nhiệt được tăng cao hơn đó. Mình sẽ để 3 quạt này ở đây. Tiếp theo đó anh em sẽ tặng một tuýp keo tản nhiệt. Ở đây có ghi là team up fire on, tức là gọi đội và đánh nhau. Dịch theo tiếng Việt ra là vậy. Cái tuýp keo tản nhiệt này sẽ giúp anh em tra vào cái phần tiếp xúc giữa CPU và cái phần cái trình tản nhiệt này, giúp cho diện tích tiếp xúc được tăng lên, qua đó nâng cao hiệu quả tản nhiệt. Đây, và mình sẽ để ở đây. Và đây là phần gông. Ở cái phần gông theo này sẽ có hỗ trợ chipset ARM4, chuẩn socket ARM4 của AMD và các chipset bình thường khác của Intel. Ở trong đây đều có đầy đủ cả. Và cuối cùng đó chính là nhân vật chính của chúng ta, tản nhiệt nước. Đây, tất cả thì ở trong vỏ hộp thôi. Thì mình sẽ mở từng cái một ra. Đây, như mình đã tháo ra thì đây chính là phần rát tản nhiệt. Đây là rát 360. 360 tức là 3 quạt 120 áp vào. Thì rát 360 anh em có thể sử dụng cho các CPU mà tỏa rất là nhiều nhiệt. Ví dụ điển hình nhất đó chính là Core i9 9900K, hoặc là AMD Ryzen 7 3800X, hoặc là Ryzen 9 3900X chẳng hạn. Thì với hệ thống tản nhiệt này sẽ đáp ứng được so với các CPU mà tỏa nhiều nhiệt như vậy. Và cái phần ống nước này đấy cũng được bọc dù cẩn thận để tránh hiện tượng đứt gãy. Và với các sản phẩm của Gigabyte này thì anh em không phải quá lo lắng về vấn đề độ bền đâu, bởi vì hãng đã chú trọng bây giờ, vì sản phẩm này cốt giá tương đối cao một chút. Theo như mình check giá là rơi vào khoảng độ 7 triệu đồng, khá là cao khi so với một mẫu tản nhiệt 360. Đây là phần block nước cũng như là phần bơm. Thì ở chính giữa này, đây là phần kính giúp có thể hiển thị được nhiệt độ cũng như phần logo Aorus hiện ra khi cắm điện vào. Đấy, thì cái phần này mình sẽ để ở một video khác, build full bộ PC đến từ Gigabyte. Còn ở dưới cùng đây, đây chính là cái phần tiếp xúc, phần heatsink áp thẳng trực tiếp vào cái phần CPU. Thì anh em khi sử dụng nên tra thêm một tiếp keo, ít keo tản nhiệt này vào thì hiệu quả tiếp xúc sẽ tăng cao. Vậy thì video này sẽ chỉ là một video mở hộp và giới thiệu nhanh cho anh em sản phẩm tản nhiệt nước All-in-One đến từ Gigabyte thôi. Còn video đánh giá hiệu năng chi tiết cũng như xây dựng một bộ cấu hình toàn bộ các linh kiện đến từ Gigabyte sẽ được mình gửi đến cho anh em trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.